name of one of me. Chụp nhiều cho mọi người video thứ mấy đây một món ăn này là nơi cả than một bóng ní khăn khối ở sức bàn bàn chung một bóng mà dạ khỏi nhé ăn khối như phía trời nhầm đạp thống ra ngày đi nhóm một bài hàng phép vui albino white platinum có ba bia lương bài gỗ đó xa đó tập là thôi bán xa mẹn tên chân thì biết chăm bóng bóng tù xin em ở video này nó ngọt nè ngày hẹn mình chốn thì bẻ tá vì hướng xe báo lũ hay thì chọn nhà tạo ăn bài thì mời tận thế về để nhầm chọc bài nhầm đồng bài hàng video chung mong mong và tham biệt mà dạ coi nhà sơ ban bài hàng beta thế chơi nhầm bài bỏ ra mà dạ thấy bị ọt ọt mình tên mỏ sau tập cả tông đi cứ lá cửa miền tây thế nhá rồi đi tù chọn đi cứ sợ ở miền tây thế cứ tiềm đã so mùi mùi thế chân sẽ mong mong xong mà mở đó tì tăng ai cũng mở to bài nhá sẽ mong mong thì chân đi tì tăng là cặp bóng chan xa bài tăng mong mong đi ở cầu về phú rồi dương tâm đại trên này mọt mọt à ao gì á, tại nhung độ rong ngay nhất nè, ok, cho người nhung mọt và hàng được hết phút quay pha từ nằm chung bằng bóng tại mặt ống, đi quay pha từ nằm nè, có ba viên bia gỗ sẽ ta, nhung trong khi nào bộ ban gỗ tổng hợp tổng cả tôi ấy món cho có hết albino phu gỗ bị đẻ món á, đóng can là bị xe món, này bộ món hơi xe đấy, lấy cái bông này lan gỗ này, còn cầm thay bị xe, bữa sân nhà ban bia tổng hợp món cứ xe kháng một món thay đây mà đó. Bốn chiếc ad mong mong 10 chiếc bài mong mong đi. Ồ, tới đây cứ nhầm lại IC hào vậy ná. Lại IC hào vậy ná. Đi bộ ribbon sàn có miền này bị đẻ. Thế thế nhầm ở chập lại. Cứ cho ai bong bong mà sàn chân là bong bong trong mưa bụi ít xem xem tiết ở comment hàng cao lắm đó. Nhưng mà miến nhầm lòng bài hàng chung bong bong đấy bộ này sẽ tầm mê chất cát cầu nhầm bong thế mê thì họ cát cầu nhầm nhầm chung một bong bong trong ai bị cát cầu lướt không ai xí vì nói chung thì chết vì ai chẳng xí vậy đi chóng vì xí con trọ xí xài anh đi là tình nằm này đó bong bong hay xe đó sang lọ bong bong nhầm bạp thì môi bong bong bê đạo trở này cu được nhầm chân á cu hình chân heo bê đầy bị khuyến cứ bị mọi chất đại dương này chẳng có mẹ toàn hỏi xì cua viêm hay bị bệnh nhà tí được gặp hẹn nhà tí là bây giờ mưa rồi đi ăn bé chẳng ca na đại bông bông hỏi xì hỏi cứ viên lên sân hè là sao bị chạy chẳng đi thật ca sao mẹ đây ấy chẳng nè và xin mình chọn mình rái cứ bị tàu kiên kiên đang thèm lòng chẳng biết mẹ chứ mong bông chẳng bông bông bị chọn cho nằm mơ tới ở tàu hỏi xì hỏi cứ trời dưỡng cứ vì ở sân hè thì chẳng bên đây tham mẹ bị chứ thì chẳng mưa bông bông và đợt mưa sống phía với cứ môn tê đại dân lại cho nấy nè ai mua tiền mê đã sơ hai đi phố thông vậy anh em mình đây thay vì chất cạt cầu thảo mê đứng chất cạt cầu này mê mà nhận chứng bữa bong bong cho người bị cạt cầu so cho đán bong bong có mọi bị cạt này chung thì chẳng chẳng bong bong chạp đi trên tới vô tận đạn cái chèn nế rồi có đặt sản ánh của bạn này chấm tích nhưng chạp bong bong mưa sân ô bài cho chạp bạn nế bội về lướn nè chẳng mời nhưng chạp cho mô bong bong mưa môi ok nè ô luôn cứ sạch mình ta nè focus tích sân bóng này nè em mà nè bóng bóng lá đấy cứ chọn này vì hình sạch thì cháy con cứ chọn nè bóng khay nhá luôn ở bóng miền lõ hay có tôi xó sạch like mình tên bóng bóng bởi sao nhiều bạn có tôi lăng lương được món cứ em này albino platinum gold đấy nhưng cười nhé bị đã hai năm đi bòn và nếu nhầm ai lụa bé này trong bong bong trong màn bụi nhắn tẹt tông nhầm bè đấy ok ta nhầm rồi có thuận chập mê bong bong mưa mùi sần mà nè ai bong bong đăng thè mé về bị chết cả cốn cái mưa mà trắng nè bong bong có xui chờ nó cho lòi chuồn bong bong không năng tại mà đong tay mưa chập ở mé mà người bong bong mưa chụp sân bong bong ngon có trăng mà nhìn vô tay né nè rồi này rồi mình chuồn đi bong bong thầy là lần này anh pin vậy đấy rồi đi ông pu ở sọt bữa đi bong bong vừa khỏi sụp sọt đó thì bong khơi nhé chương rồi giờ bong bong man cho tôi xin ấy comment mình nhận môi phó nên chẳng ngờ lấy comment hàng trăm năm mới nhung đừng chia dưa mà xa trên bị ô quay về chung đồng bong chẳng á nè
ចឹងឲ្យបងបងសនំពោវិញមកឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូពីអីចឹងណាបងបងខមមិនមកចង់មើលពូជអីចង់មើលបេតាឬក៏ចង់មើលអីបងបងសុំរបៀបការថែទាំឬក៏យ៉ាងម៉េចបងបងខមមិនមកណានៅជិតក្រុមវីដេអូនោះមកតើនេះខ្ញុំនឹងឆ្លើយជូនបងបងម្ដងមួយម្ដងមួយណាចឹងសុំតបបងបងជំនន់អត់បានឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមទេតើនេះខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូជូនបងបងជាក់ស្ដែងតែម្ដងអូខេនេះជាមួយខ្ញុំចាប់មេនេះមួយមេនេះឃើញថាពូធំដូចជាមិញមានមកគ្រប់ទៀតច្រើនក្របខ្ញុំឃើញវាអូខេដែរអញ្ចឹងយើងចាប់វាថ្នមថ្នមទៅបងបងមេខ្លះវារៀងវាក់ចាប់វាល្អនេះចាប់ដៃមួយជើងថនមួយជំហានខ្ញុំមកឃើញហ្នឹងមេមួយនេះក៏កូននេះនេះមកឃើញអត់តែពិតយើងត្រូវចាប់វាដាក់នេះហើយតែយើងត្រូវដាក់សំណាញ់វាតែបើបងបងចង់មើលច្បាស់តែម្ដងថាវាកូននៅគឺបងបងកុំាតដាក់ចំណាយ UC ទៅបើសិនយើងវាឃើញពោះផើមខ្លាំងអញ្ចឹងវាឡើងមកលើអញ្ចឹងអានឹងមានន័យថាវាជិតកូនហើយស្អាតមែនតើនេះជាឃើញពីរគ្រាប់ហ្នឹងតែវាជិតធ្លាក់អីចាំតិចនេះនេះនេះមកមកអមឃើញហ្នឹងនេះខ្ញុំដាក់វាយតតមួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃឯងអាចឬក៏ល្ងាចហ្នឹងតែម្ដងអមឃើញកងពោះវាឯងក្រហមក្រហមបើសិនជាប្រភេទពណ៌ខ្មៅខាងក្រោមវាគឺឃើញកូនកូនមានពណ៌ខ្មៅណាហើយមានប្រភេទទៀតតែប្រភេទស៊ីទ្រូអាហ្នឹងវាមើលឃើញដល់កូនខាងក្នុងតែម្ដងតែវាចិត្តកើតអីអញ្ចឹងណាពេលដែលវាពងអីហ្នឹងក៏មើលឃើញដែរអានេះចិត្តធ្លាក់នេះអមឃើញហ្នឹងអមមើលច្បាស់អត់មានដាក់បានខ្សែទូចមកតែកូនមកឃើញហ៎ស៊ុំស្រួលហ្នឹងទុកក្នុងកែវអញ្ចឹងទឹកផ្លែអញ្ចឹងវានៅតែពីរអញ្ចឹងកើតលឿនបើបងបងដាក់នៅជុំគ្នាច្រើនវាយូរកើតហ៎នេះបងមកឃើញហ៎ស្អាតនេះបងឃើញហ៎អញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ធ្វើអីវាទេទីទីខ្ញុំនឹងយកទៅនឹងឯងបងបងទាំងអស់គ្នាមិញវីដេអូដាច់អញ្ចឹងខ្ញុំសុំតមិញណាអញ្ចឹងបន្តពីយើងចាប់ប្រភេទអូមេអាប៊ីណូផ្លាទីណាំមិញហើយអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ឆែកដាក់នេះក៏បាននេះបងបងមេពីក្រុមមិញណាដាក់ឆែកដាក់នេះក៏បានឬក៏បងបងមានប្រភេទចេះបងបងអាចដាក់បានដូចគ្នាតែពួកនេះខ្ញុំដាក់ទៅស្រួលកុំឲ្យមានបញ្ហាមេវាចេញក្រៅបានណាប៉ុន្តែលូត្រាទៅបងបងកាត់តនីស្មើគ្នាស្អាតចឹងសម្រាប់នេះខាងខ្ញុំមានលក់ដែរបងប្អូនអរគ្នាអាចកម្មងវិខាងខ្ញុំបានដូចគ្នាណានេះអានេះក៏យើងដាក់វាចូលទឹកចឹងទៅអញ្ចឹងពេលតែកូនវាកាត់មកគឺវាចេញតាមក្លាប្រឡោះទូទូញ៉ាំបងប្អូនអញ្ចឹងមេវាចេញអត់ការទេចេញមកក្រៅស៊ីកូនអត់ការទេអញ្ចឹងសម្រាប់ឈ្មោះបងប្អូនគាត់តែងសួរខ្ញុំច្រើនមែនតើបងតាយើងក្រុមឈ្មោះអត់អត់អត់ទេបងប្អូនអរគ្នាភីច្រើនគឺមេដែលស៊ីកូនណាអូភីច្រើនមេខ្លះគឺវាស៊ីកូនខ្លួនឯងទេតែមេខ្លះគឺវាស៊ីតែភីរយបើសិនជាបងបងចំឧទាហរណ៍ថាចំជុំគ្នាច្រើនគឺភីច្រើនគឺអូមហាថាមេមួយកាត់អញ្ចឹងអាចមេផ្សេងគឺវាជាអ្នកស៊ីកាត់ភ្លាមគឺវាស៊ីតែម្ដងវាស្មានតែចំណៃអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងចង់ឲ្យសល់ច្រើនបងបងអាចធ្វើតាមវិធីដែលខ្ញុំប្រាប់មុននឹងបានណាដាក់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅគឺភីរយគឺកូនសល់ច្រើនអូអូខេទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបង្ហាញបងបងនៅចុងនឹងបន្តិចព្រោះខានបង្ហាញបងបងយូរហើយព្រោះថៃលក់វាល្អហើយឥឡូវយើងមានត្រីថ្មីថ្មីផ្សេងច្រើនបងបងឃើញហ៎អានេះប្រភេទវ៉ាកយសតប៊ូឌីស៊ីទ្រូណា Super Shot នេះគឺវាកាត់កូនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទុកវាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃសិនអត់តន់ចាប់វាភ្លាមទៅទេបងបងឃើញហ៎មួយច្បាស់ហ៎បងបងនេះគឺកូនអូខ្ញុំដាក់ពីសបុកសបុកមុនហ្នឹងគឺសបុកជាមួយគ្នាវាតែវាកាត់មុនមួយថ្ងៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដោយសារវាពូជតែមួយគឺខ្ញុំដាក់ចូលគ្នាបានណាអាកូនទូចទូចទំកាត់នេះបងបងឃើញហ៎អាហ្នឹងគឺកូនវាទៅតែកាត់ទេចេញពីមេមួយនេះណាហ្នឹងហើយចេញពីមេមួយហ្នឹងហើយពេលដែលវាកាត់ទៅគឺវាមិនអាចស៊ីកូនខ្លួនឯងបានទេបងបងចង់ទិញអានេះទូចទូចចេះខ្ញុំមានធ្វើលក់បងបងអញ្ចឹងបងបងចង់បានតាក់តងមកបានដូចគ្នាណាហើយត្រីមួយជួរនេះគឺនៅមានច្រើនបងបងហើយម្យ៉ាងខ្ញុំលក់អស់ច្រើនអានេះកូនប្រភេទ mental blue ហើយអានេះវា fungo វាឡើងស្លែតិចណាពណ៌វាអត់សូវល្អមែនទេតែសារអីវានៅទូចទូចវាទៅតែឡើងឈ្មោះវាធំលឿនណាត្រីនេះហ្នឹងហើយនេះស្លែល្អអានេះបើសិនជាត្រីស្ទើកទុយស្ទើគឺលក់ជូនបងបងទេស្លែនេះល្អបងបងណាមិនមែនគឺខ្ញុំបដោះឲ្យទេគឺវាដោះឲ្យតែវាត្រូវស្លែវាត្រូវថ្ងៃសំតោះគឺវាដោះឲ្យបងបងឃើញហ្នឹងល្អហ
ល្អអញ្ចឹងមកបងអាចម្លែកវាតិចតិចយកមកដាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតមើលទៅក៏ឃើញ background ខាងក្រោមវាបែបបេតុងស្អាតមួយយ៉ាងដែរតាមអ្នកចូលចិត្តណាតែកុំច្រើនពេកច្រើនពេកត្រូវវាហាណាហ្នឹងហើយយើងអាចដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំម្លែកពីមួយមួយទៅដាក់ទៅដើម្បីឲ្យផ្សេងផ្សេងមើលវាអត់តន់ខ្លាំងយើងដាក់ទៅអានេះប្រភេទ Albino Red Rose ណា Albino Red Rose ប្រភេទមេមេខ្ញុំចាប់ឈ្មោះវាយអស់ហើយខ្ញុំវាយទាំងខាងនោះទូកញ្ចក់ហ្នឹងតនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូជូនបងបងទៀតភាសាពេលវេលាយើងខ្លីបងបងអានេះក៏ជិតកាត់កូនទៀតហើយអញ្ចឹងយើងដាក់កញ្ឆេងកដាអញ្ចឹងមកបើសិនជាវាកាត់កូនគឺវាចូលក្នុងក្នុងហ្នឹងណាឬក៏បងបងចាក់មេដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរវាកាត់ជាមួយក្រៅក៏បានដែរធ្វើបែបណាបងបងគិតថាស្រួលធ្វើបែបហ្នឹងទៅណាតាមកន្លែងដែលបងបងមានចុងបងបងអាចចង់ទិញអាដូចរបស់ខ្ញុំដាក់កម៉ានខ្ញុំមានលក់ណាអានេះវាពេកគួយរ៉េតអ៊ីនេះវាយ៉ាងឡឹងតិចតែយើងថតបែបមានបាំងអពូបាំងអីទេហ្នឹងហើយអានេះគួយរ៉េតអ៊ីឈៀមហ្វូអានេះវាអត់តឡើងពេញអស់ទេប៉ុន្តែវាឡើងគ្រាន់បែរហើយមើលមកឃើញណាច្បាស់ហើយបងមកនេះវាមានកាត់កូនអីក្នុងនឹងអីក្នុងនឹងខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងចឹងណាអានេះប្រភេទ Correct is ឈាមពុរីបននេះបងមកដៃវែងវែងល្អខ្ញុំអត់តអានប្រវាយវានេះតាំងពត់ត្រីនេះត្រូវប្រវាយហីយូមត្រីនឹងមានច្រើនមកបងក្នុងស្តុបសម្រាប់ខ້ອຍនេះគឺមានច្រើនរាប់ពាន់ក្របឥឡូវហ្នឹងណាចឹងមកបងឆុងបានតែកតងមកបានណាស្រួលចឹងហីបងមកពូជហ្នឹងបងមកថាវាក់ចំខ້ອຍតែខាងខ្ញុំស្រួលណាដូចជាមិនប្រហែលអីទេហើយវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារខ្ញុំត្រូវរវល់ត្រូវចាប់ផ្ដើមចាប់ត្រីជូនបងតម្លាក់ទៅល្ងាចហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងបងតាមតាម Facebook ឬក៏ Page របស់ខ្ញុំដឹងហើយវាក់គឺចេញរាល់ថ្ងៃតែម្ដងគ្រាន់តែថាតិចឬក៏ច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បងបងមានចំណល់អីអាចសួរខ្ញុំបាន comment ខាងក្រោមហ្នឹងមកតើខ្ញុំនឹងឆ្លើយជូនបងម្ដងមួយម្ដងមួយណាហ្នឹងហើយដោយសារខ្ញុំអត់អាចចេញមួយថ្ងៃបាន2វីដេអូទេដោយសារមួយញាក់នេះគឺខ្ញុំផុសថ្ងៃខ្លះអត់បានផុសវិញតែខ្ញុំផុសសតហ្នឹងហើយដោយសារភីចិនផុសសតគឺខ្ញុំផុសទៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់បងបងនៅក្រៅមើលអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងបានចូលទស្សនាហើយបើសិនជាតន់បាន subscribe ទេ subscribe ម្នាក់មួយផងអរគុណបងបងអរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអញ្ចឹងមានចង្អល់កុំភ្លេច comment ខាងក្រោមនេះដែរ bye bye